để chuẩn bị cho tiệc ma túy, Kim myong Jun và Kim Jong Kwang thuê căn villa trị giá cả triệu đô la ở biển Đà Nẵng. Dù bạn bè vào ba mua ma túy sử dụng rồi tiếp tục kéo về căn biệt thự bay lắc. Ngày 8 tháng 12 năm 2023, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo người Hàn Quốc tổ chức chơi ma túy trong ba rồi thuê villa tiếp tục mở tiệc ma túy thâu đêm. Hội đồng xét xử tuyên phạt Kim myong Jun 39 tuổi 8 năm tù, Kim Jong Wang 26 tuổi cùng quốc tịch Hàn Quốc 6 năm tù cùng tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Theo cáo trạng, ngày 17 tháng 3 năm 2023, Kim Jong Wang thuê căn villa ở bờ biển Đà Nẵng thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn để chuẩn bị mở tiệc ma túy. Khoảng 21 giờ tối ngày 18 tháng 3, hai bị cáo cùng một số người bạn đến vui chơi tại một quán bar. Tại đây, Kim Myung Jun muốn chơi ma túy nên mua 3 viên thuốc lắc và một gói hàng khay ketamin từ một người chưa rõ lai lịch với giá 4 triệu đồng. Sau khi chơi tại quán bar, cả nhóm 8 người rủ nhau chơi tăng 2 nên kéo đến căn villa biển Đà Nẵng đã thuê từ trước để tiếp tục mở tiệc ma túy. Đến 3 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 3, công an quận Ngũ Hành Sơn đột kích căn villa bắt quả tang nhóm người này mở tiệc ma túy. Đối với những người sử dụng ma túy tại căn biệt thự, cơ quan công an đã xử phạt hành chính. Ngoài ra, có hai người sẽ bị đưa vào trại cai nghiện tập trung trong vụ án. Đối với người bán ma túy tại bar, công an thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục điều tra truy xét.